ladies and gentlemen, our action here in AFC 33 Combat Force begins with our first bout. This one is scheduled for 2 rounds or less in the AFC Flyweight division. But first, let's meet and greet our fighters. First up, making his way into the cage, he'll be fighting out of the blue corner. On my left, all the way from Hiroshima, Japan, Nobushige Aiki. Ladies and gentlemen, making his way to the red corner inside the octagon at this time, from Ho Chi Minh City, Vietnam, Le Van Thuan. Ladies and gentlemen, our first bout here in AFC 33 Combat Force is scheduled for 2 rounds or less in the AFC Flyweight division. And your third man in charge of the action inside the octagon, a referee from Vietnam, Win Con Nguyen. Okay, wait. Introducing first, fighting out of the blue corner on my left, he's a jiu-jitsu fighter standing at 167 centimeters tall and officially weighing in at 56.6 kilograms. His professional mixed martial arts record stands at 2 victories against 2 bouts even, training out of Leos Jiu-Jitsu Academy from Hiroshima, Japan. Introducing Nobushige Egi! His opponent across the cage, fighting out of the red corner, an MMA opponent standing at 168 centimeters tall, officially weighing in at 59.4 kilograms. His professional mixed martial arts record stands at 2 victories against 6 defeats, training out of C88 Martial Arts from Ho Chi Minh City, Vietnam. Introducing Le Van Chua! And now for the instructions by referee Win Kan Win. Ladies and gentlemen, Le Van Thuan failed to meet the weight requirements at yesterday's weigh-in for this bout. And as a result, at the conclusion of this bout, if it goes the distance, the victory will go to Nobushige. And therefore, both fighters will either have to win by knockout, technical knockout, or submission. Thank you. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã có mặt tại ballroom của The Grand Hồ Tràm, nơi diễn ra sự kiện Angels Fighting Championship 33 mang tên Combat Force. Và đây sẽ là trận đấu mở màn trong buổi tối hấp dẫn ngày hôm nay, trận đấu hạng cân flyweight, hạng cân dành cho các võ sĩ 56-57 kg. Giữa đại diện Việt Nam đó là Lê Văn Tuần, võ sĩ góc đai đỏ, và đối thủ của anh đó là Nobushige Eki, tay đấm đến từ Nhật Bản, người đang có mặt tại góc đai xanh. Và ngay lập tức là pha áp sát tới từ Nobushige Eki. Võ sĩ có nền tảng là Jiu-Jitsu và không bất ngờ khi chúng ta thấy cách nhập cuộc của Nobushige Eki là mang đặc trưng của môn võ đạo của Nhật Bản. Eki đã bắt được một chân của Lê Văn Tuần và đang cố gắng để thực hiện một tình huống bẻ chân. Lê Văn Tuần, đại diện của C88, chắc chắn không lạ gì những tình huống như thế này. Ở góc huấn luyện của Lê Văn Tuần là Robson Oliveira, một chuyên gia Brazilian Jiu-Jitsu. Chúng ta vẫn đang thấy Lê Văn Tuần khá bình tĩnh để có thể xử lý tình huống ở trên sàn đài vào lúc này. Trong khi đó, Nobushige Eki thì đang rất tập trung, rất quyết tâm cho pha bắt chân và tìm cách bẻ khớp của mình. Lê Văn Tuần đang chống vật cực hay và liên tiếp có những tình huống tấn công về phía Nobushige Eki. Eki thì vẫn đang rất lì lợm. Văn Tuần bắt đầu của Eki rồi, tuy nhiên anh là chưa thực sự thuận lợi. Ở sự kiện này thì các võ sĩ sẽ thi đấu trong 2 hiệp, mỗi hiệp kéo dài 5 phút. Và để giải thích cho quý vị và các bạn về chiếc thẻ đỏ dành cho Lê Văn Tuần ở đầu trận thì đó là trong buổi weigh-in vào ngày hôm qua, Lê Văn Tuần đã quá tới 2,5 kg. Anh không kịp giảm cân để đạt mức cân tiêu chuẩn và chính vì vậy Lê Văn Tuần đã bị phạt trừ 2 điểm. Và ngày hôm nay nếu muốn chiến thắng trước đối thủ, anh chỉ có thể thắng bằng knock-out hoặc knock-out kỹ thuật mà thôi. Hai kích rất tốt của Lê Văn Tuần. Lại là tình huống bắt chân tới từ Nobushige Eki. Nhưng dường như bài này của Eki đã bị bắt bài rồi. Những pha ra gạo rất nặng tới từ Lê Văn Tuần dành cho Nobushige Eki. Và lần thứ hai, Văn Tuần thoát được ra. Eki thì đang vẫn kiên trì với lối chơi áp sát và bắt chân của mình. Nhưng nó đang bị bắt bài một cách quá đơn giản bởi Lê Văn Tuần, người đang tập luyện cùng với những chuyên gia Brazilian Jiu-Jitsu như là Robson Oliveira hay là Felipe Negochale. Số lượng đòn đánh mà Văn Tuần hướng về phía Nobushige Eki là rất nhiều. Trong khi đó, võ sĩ Nhật Bản gần như là chưa làm được gì ngoại trừ việc tìm cách để bẻ chân thôi. Càng thi đấu thế này, càng nhiều đòn đánh của Văn Tuần thì thể lực của Eki sẽ càng bị suy giảm. Trong khi đó với Lê Văn Tuần thì anh vẫn chưa phải gặp quá nhiều những vất vả. Vừa rồi chúng ta đã thấy sự chỉ đạo tới từ Robson Oliveira, nhà vô địch hạng cân 60kg của Lion Championship. Egi vẫn đang cố gắng để bẻ cổ chân của Lê Văn Tuần. Và chúng ta cảm nhận được rõ ràng về việc võ sĩ Nhật Bản đã xuống sức rất nhiều rồi. Ăn quá nhiều đánh như vậy thì rất khó để cho Egi có thể duy trì một nền tảng thể lực. Đặc biệt là những cú round pound của Văn Tuần đều hướng thẳng vào đầu của Nobushige Egi. Và Egi cũng đã bắt đầu cho thấy dấu hiệu loạng choạng rồi. Anh không thể có được một vị trí thăng bằng ở trên sàn đài vào lúc này nữa. Bẻ chân bây giờ chắc chắn sẽ không có nhiều tác dụng khi mà thể lực của Egi không còn đủ để anh tạo ra lực siết khiến cho Văn Tuần phải tá bao nữa. Với những võ sĩ Jiu-Jitsu thì việc họ áp sát và tìm cách tạo ra đòn khóa siết là điều mà tất cả đều đã lường trước. Văn Tuần cũng vậy, và lúc này thì anh đang có những mảng miếng để phòng thủ cực kỳ hợp lý trước lối đánh tương đối bảo thủ của Nobushige Egi. Huấn luyện của Văn Tuần yêu cầu võ sĩ này tận dụng thanh lồng để tạo ra sức bật và có thể có đòn phản công dành cho Egi, người vào lúc này những tình huống áp sát và khóa siết của anh đều không có nhiều hiệu quả nữa rồi, khi mà lực căng của cơ đã tới giới hạn, thể lực của Nobushige Egi cũng đã không còn đủ nữa. Hiệp 1 là hiệp đấu mà Lê Văn Tuần khá tập trung vào việc phòng thủ và chống đỡ những tình huống áp sát của Egi. Tuy nhiên anh vẫn tạo ra được rất nhiều đòn đánh chính xác. Điều quan trọng là Văn Tuần cần phải knock-out hoặc hạ knock-out kỹ thuật Egi nếu muốn giành chiến thắng ở trận đấu này. Bởi vì anh đã là người thừa cân. Hiệp 1 khép lại với những ưu thế rất lớn dành cho Lê Văn Tuần. Và chúng ta cùng giờ xem trong hiệp 2 liệu Văn Tuần có thể khiến cho đối phương không thể tiếp tục thi đấu được hay không. Thời gian nghỉ giữa hiệp đã hết rồi và trước mặt hai võ sĩ sẽ là 5 phút còn lại của trận đấu này. Trong trường hợp Văn Tuần không thể hạ knock-out hoặc knock-out kỹ thuật được Nobushige Egi thì võ sĩ Nhật Bản Otu có được chiến thắng. Đó là điều hết sức công bằng thôi, bởi Văn Tuần quá tới 2,5kg, một con số thực sự khổng lồ đối với những môn võ thuật đối kháng như là MMA. Cả Văn Tuần và Egi đều đã bước vào trận đấu thứ tư của mình trong năm 2024 này. Và vừa rồi là một cú high kick rất hay tới từ Lê Văn Tuần. Nhưng ngay lập tức khi Văn Tuần có ý định áp sát, anh đã bị phản đòn bởi Egi. Vẫn là những tình huống Egi bắt chân rất nhanh. Nobushige Egi có trọng tâm thấp và những tình huống bắt chân của anh là vô cùng chủ động. Tuy nhiên việc bắt chân thế này chúng ta chưa thấy nhiều những tác dụng khi anh chưa thể gây ra sát thương dành cho Lê Văn Tuần. Trong khi đó võ sĩ của Việt Nam thì dù gặp những bất lợi về mặt vị trí nhưng vẫn có thể tung ra được những đòn đánh. Rõ ràng quãng thời gian tập cùng với những chuyên gia jiu-jitsu tại C88 đang giúp cho Lê Văn Tuần có khả năng chống vật và đối diện với những chuyên gia jiu-jitsu một cách rất bình tĩnh. Với cái tên Lê Văn Tuần thì chắc chắn những người hâm mộ võ thuật Việt Nam sẽ luôn nhớ đến anh trong một trận đấu mà Văn Tuần tưởng như đã có thể đánh bại được Nguyễn Trân Duy Nhất tại Lion Championship. Đó là trận đấu mà anh đã đưa duy nhất vào thế Renekchuk nhưng lại không thể siết cổ được độc cô cầu bại của làng ngoài, và rồi sau đó để thua ngược. Một thất bại rất đáng tiếc. Tuy nhiên sau đó thì Lê Văn Tuần cũng đã có được sự tiến bộ đáng kể. Lần gần nhất tham dự lần Championship, anh đã có được chiến thắng. Robson Oliveira vẫn đang có rất nhiều những yêu cầu dành cho người đồng đội của mình ở C88, đó là Lê Văn Tuần. Và vừa rồi là một tình huống bắt chân tới từ Egi, và vừa đúng thời điểm Văn Tuần vung lên cánh gối của mình. Không rõ là Egi có bị choáng không, nhưng anh vẫn đang bắt chân rất quyết tâm và vẫn chưa thể bẻ được khớp của Lê Văn Tuần. Với vị trí này thì sẽ rất khó, và Lê Văn Tuần cũng thừa biết cách để thoát ra. Ở trong hiệp 1 thì không dưới 2 lần Lê Văn Tuần đã thoát ra những tình huống bắt chân tới từ Nobushige Egi. Việc Egi có thân hình thấp hơn so với Lê Văn Tuần cũng khiến cho võ sĩ này gặp những bất lợi trong việc tạo ra các tư thế khác sau khi đã bắt được chân của đối phương. Bây giờ thì Egi lại đang ở vị trí bất lợi trước Lê Văn Tuần. Egi đang cố gắng để không cho Lê Văn Tuần kiểm soát được phần hông. Đúng là một chuyên gia jiu-jitsu vẫn có những sự khó chịu riêng. Dù Egi ở trận đấu này chưa tạo ra quá nhiều sát thương, nhưng để hạ gục được knockdown được võ sĩ này cũng là một việc hết sức khó khăn với Lê Văn Tuần. Tại FC 33 có một quy định mới, đó là với các trận đấu mà hai võ sĩ không hạ gục knock-out nhau và hòa điểm sau quãng thời gian thi đấu chính thức thì sẽ thi đấu thêm một hiệp phụ nữa. Cuối cùng thì Lê Văn Tuần cũng đã bị Egi ép sát vào thành lồng. Tuy nhiên chưa thể tạo ra được thêm những khó khăn cho võ sĩ Việt Nam bởi Egi rất chật vật trong việc kiểm soát phần cơ thể phía trên của Lê Văn Tuần. Đưa được một chân rồi, đưa được một chân lên rồi. Liệu có thể lấy được full mount dành cho Egi hay không? Thực sự thì Nobushige Egi có một chiến lược vô cùng dễ đoán, nhưng để có thể thoát ra được, để có thể phòng ngự lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Và thấy Lê Văn Tuần vất vả như thế nào trước Egi, và bây giờ thì võ sĩ Nhật Bản đã lấy được full mount. Lấy được full mount rồi. Lê Văn Tuần đã xoay hông và tạm thời khiến cho vị trí của Egi không còn được vững chắc. Lê Văn Tuần cũng phòng thủ dưới sàn rất hay. Bây giờ thì Egi chuyển sang side control. Tuy nhiên Lê Văn Tuần cũng cực kỳ tỉnh táo. Thời gian còn lại của trận đấu là tầm khoảng 20 giây nữa. Egi đã bắt được tay và chuẩn bị tạo ra một thế armbar. Liệu có armbar hay không? Rất nguy hiểm. Và Văn Tuần đang giữ tay lại của mình. Đúng rồi, phải phòng thủ như vậy để hạn chế ý đồ armbar của đối phương. Và Lê Văn Tuần đã thoát ra. Và thời gian thi đấu đã hết rồi. Hai võ sĩ sẽ chờ đợi điểm số từ giám định. Tuy nhiên chắc chắn Lê Văn Tuần sẽ không thể có được chiến thắng ở trận đấu này rồi, bởi đơn giản không có nước bao hay nước hoa kỹ thuật xuất hiện. Và Egi thực sự rất khôn ngoan với chiến lược của mình. All right, ladies and gentlemen, as I mentioned earlier before the bout, that if this fight goes the distance, then automatically the winner will be determined just by giving it away to the fighter who's fighting out of the blue corner, since Love Won Swan failed to meet the weight requirements at yesterday's weigh-in. And as a result, the winner of the opening bout here in AFC 33 Combat Force goes to Nobushige Egi!